Chào các bạn, mình là Loan. Như các bạn cũng đã biết thì cái môi trường sống của chúng ta nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái sức khỏe, và hiện nay cái môi trường ở nước ta thì bị ô nhiễm rất là nghiêm trọng, đặc biệt là ở những cái thành phố lớn mật độ dân cư rất là đông. Vì vậy mà không thể tránh khỏi được những cái tác hại từ cái môi trường đến sức khỏe của chúng ta. Thông qua đường hô hấp và đường thức ăn nước uống hàng ngày thì hàng ngày chúng ta vẫn nạp vào trong cơ thể hàng nghìn các loại ký sinh trùng và các loại độc tố mà chúng ta không thể nhìn thấy được. Có thể hiện tại những cái căn bệnh này nó không biểu hiện rõ ràng, nó chưa biểu hiện rõ ràng. Đến một lúc nào đó nó tích tụ và nó sẽ trở thành những cái căn bệnh vô cùng nguy hiểm. Nếu như chúng ta không có những cái biện pháp để phòng ngừa kịp thời thì có thể chúng ta sẽ là một trong những cái nạn nhân của những cái căn bệnh nguy hiểm này. Thì hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời các bạn. Một chế phẩm đến từ các chuyên gia hàng đầu tại Nga. Sản phẩm Detoxic các bạn nhé. Detoxic là cái sản phẩm mà của công ty Hendel các bạn. Một trong những cái công ty mà rất là nổi tiếng của Nga. Và cái công ty này đặc biệt sản xuất ra các cái sản phẩm làm từ dược liệu tự nhiên. Vì vậy mà độ an toàn của nó rất là cao các bạn. Và cái sản phẩm này nó giúp cho chúng ta loại bỏ hết các cái độc tố ra khỏi cơ thể này, loại bỏ hết các loại ký sinh trùng ra khỏi cơ thể để cho chúng ta có một cái sức khỏe hoàn hảo, một cái sức khỏe toàn diện các bạn. Nếu như bình thường các bạn hay bị các triệu chứng như là hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, ăn không ngon, ngủ không yên, hay là ăn mãi mà không thấy béo lên được, hoặc là hay bị đau bụng, đi ngoài khó tiêu, nhức mỏi tay chân, buồn xương khớp các vân vân, thì chảy nước mắt nước mũi đấy các bạn. Thì đấy là những cái triệu chứng của những cái ký sinh trùng trong cơ thể của chúng ta nó gây nên tác động lên, làm cho cơ thể của chúng ta rất là khó chịu, hay bị cáu gắt, da xanh xao vòng vọt. Đấy, thì cái sản phẩm này nó loại bỏ hết được các ký sinh trùng và làm cho các cái triệu chứng đó nó dần dần mất đi đấy các bạn. Và cái bệnh nhân của mình, tức là rất nhiều khách hàng của mình đã dùng cái sản phẩm này và người ta phản hồi về rất là tốt các bạn. Người ta thấy rất là rõ rệt. Và nếu mà những ai mà đang bị mắc một số các triệu chứng hoặc là một số bệnh gì đó thì càng nên dùng cái sản phẩm này các bạn nhé. Nếu mà các bạn còn thắc mắc hoặc là còn muốn biết thêm về cái sản phẩm này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình.